Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày mai vẫn được hưởng thời tiết dịu mát, thì khu vực từ Quảng Bình cho đến Phú Yên vẫn tiếp diễn nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 38 độ, có nơi vẫn nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Đáng chú ý, nắng nóng sẽ kéo dài đến giữa tháng này kết hợp với độ ẩm thấp nhất từ 40 đến 60%, thì nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao. Hiện nay, nhiều cánh rừng ở Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng và Bình Định đang ở mức cảnh báo cháy cao nhất cấp 5, tức là cấp cực kỳ nguy hiểm. Trong thời tiết nắng nóng kéo dài thì bà con tuyệt đối không sử dụng lửa gần rừng và bìa rừng, vì nếu để xảy ra cháy thì không chỉ gây thiệt hại về rừng mà bụi than dễ bám vào các đường dây truyền tải điện gây mất an toàn hành lang lưới điện quốc gia. Ở miền Bắc thì ngày mai trời vẫn khá dịu mát, mưa rào về chiều tối. Trong ngày thì nắng mây đang xen. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các thành phố sẽ trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì từ sáng đến trưa mai trời nắng. Nhiệt độ ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Nam Bộ thì nóng hơn ở mức 33 cho đến 35 độ. Về chiều sẽ chuyển mưa dông và mưa tập trung nhiều ở khu vực Nam Bộ và sẽ có điểm mưa to, đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu của nó trong chiều tối nay còn gây thời tiết xấu cho phía đông bắc của Bắc Biển Đông. Gió ở mức cấp 6, cấp 7 và giật cấp 9, biển động mạnh. Quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít mưa, ngày mai có nắng, gió cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố vào ngày mai.